nhận về các bạn ơi, anh bóc thôi Má ơi, nó bự vãi Hôm nay ông anh gửi cho mình một hộp bếp Trong này là nhện á Còn mấy con thì mình không có biết Cùng mình mở ra nha Quải chè, gói quả kỹ quá trời Đây, có 5 ống nhện 4 ống ghi 100 với một ống ghi 200 nè Để mình lấy cái con 100 ra trước Nhá cái tay thiệt, để lấy cái nhíp đã Đây rồi Ồ, oh, con này cũng bự ấy chứ bự hơn size trung bình của mấy con 100 á Nhưng mà mình chắc chắn với các bạn nó chưa là gì với con 200 hết Đây để mình lấy nó cho coi Chữ xấu quá nhanh Phước Con này có vẻ đang nằm gần cái nắp Cẩn thận không thôi nó đợp cho một phát là liệm đó Má ơi nó bự vãi Lúc khui mình rén quá trời Trời ơi Mình cứ sợ nó bò ra được cái hộp á So sánh nó với con 100 nè Như hai cha con luôn Tự nhiên rén ngang